Xã Đỉnh Cao, huyện Phù Cử được đánh giá là địa phương thực hiện nghiêm kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh về xử lý vi phạm trên đất nông nghiệp, đất bảo vệ công trình giao thông và thủy lợi. Tuy nhiên, trên thực tế, một số trường hợp vi phạm mới trên đất nông nghiệp lại chưa được giải quyết triệt để. Đơn cử gần đây nhất vào ngày 15 tháng 7 năm 2020, khi phát hiện hộ ông Bùi Quang Điền ở thôn Đỉnh Cao đã tự ý xây dựng nhà xưởng rộng trên 300m² để làm kho chứa hàng trên diện tích đất nông nghiệp tại xứ Đồng, Lách Nhật. Ủy ban Nhân dân xã Đỉnh Cao đã lập biên bản yêu cầu hộ ông Điền dừng thi công và tự tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên đến nay đã gần 8 tháng, ông Điền vẫn không chấp hành mà còn tiếp tục xây dựng tường rào kiên cố xung quanh. Qua tìm hiểu, đất của ông Bùi Quang Điền có nguồn gốc là đất nhận chuyển nhượng nằm trong quy hoạch trồng cây lâu năm, chưa có quyết định phê duyệt. Trước kia là phê duyệt là VAC, thế mà bây giờ làm cái xưởng, ví dụ là xưởng chứa gạch hoặc là sản xuất là không được. Nó tóm lại là một phần là trách nhiệm của chúng tôi ở địa phương. Tới đây chúng tôi sẽ cho giải quyết cho nó song phẳng vấn đề này, nó không thể để tái phát. Ngoài trường hợp nói trên, tại xã Đỉnh Cao vẫn còn một số trường hợp vi phạm khi sử dụng đất nông nghiệp không đúng mục đích, gây bức xúc trong dư luận.